Rồi, cháu Su Su ăn một miếng. Noam. Chị Vani ăn một miếng. À, chị Vani xin chào tất cả các em. Các em ơi, hôm nay là thứ ba và chúng ta sẽ lại chơi đồ chơi nha. Chị Vani ơi, chị Vani ơi. Trời ơi, sao vậy? Sao chị Vani vừa mới kêu là chơi trò chơi thôi mà sao Su Su xuất hiện mà mặt buồn bã khóc lóc. Thôi đừng khóc nữa. Chuyện gì đã xảy ra với em? Kể chị Vani nghe coi. Thật ra đó là sắp đến 20 tháng 10 rồi mà hả, ở lớp em ai cũng làm này làm nọ làm kia tặng cho mẹ. Còn em á, em không biết làm gì hết trơn á. Tại vì thiệp em cũng làm rồi, lau nhà quét nhà năm ngoái em cũng làm rồi, rồi tặng hoa thì em cũng tặng rồi. Giờ em không biết làm gì hết trơn à. Mà ai cũng có quà rồi, em chưa có, em buồn quá em khóc. Thôi thôi thôi, cái chuyện đơn giản vậy thôi á. Em qua đây để hỏi ý kiến chị Vani đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì chị Vani ở thế giới thần tiên mà. Đúng thiệt là Su Su rất là thông minh luôn. Chị Vani hỏi xíu nha. Thế à, Su Su có biết mẹ của mình thích ăn món gì không? Em chỉ biết á là mẹ thích ăn những cái gì nó ngọt ngọt để tượng trưng cho sự ngọt ngào vậy đó. Wow, nếu như mà mẹ của Su Su thích ăn cái gì ngọt ngọt á thì chị Vani sẽ có một cái cách làm nên một món ăn mà cái món ăn này cực kỳ đơn giản luôn. Cái món ăn này hay là các bạn đang xem YouTube cũng biết luôn. Mà nói chung là cái món ăn này dễ thực hiện lắm. Thôi ôi, chị Vani nói nhanh đi, em hồi hộp quá. Với lại em cần phải làm liền, sắp tới ngày phụ nữ Việt Nam rồi mà. Sư sư bình tĩnh nha, chuẩn bị nè. Đó là món Barbie cooking. Wow, trời ơi, em cũng biết cái này. Nhưng mà thật ra cái này làm như thế nào vậy chị? Làm như thế nào thì đơn giản lắm. Bây giờ chị Vani sẽ hướng dẫn Su Su với lại các bạn nhỏ luôn nha. Để mà chúng ta làm Barbie cooking thì có hai vật dụng rất quen thuộc, đó là nước. Nước này các em nhớ là mình phải nấu sôi để nguội, nó chứ là nước lọc bình thường của mình uống á. Rồi thứ hai là kéo. Thực ra cái hộp Barbie cooking này chị Vani mua là chị Vani cũng chỉ biết là ở trong đây nó có bánh cá nè, có người ta gọi là mochi nhờ, chứ còn thực ra là một cái tên gọi khác hoặc là đọc theo tiếng Nhật thì chị Vani không biết. Cho nên là bây giờ chị Vani sẽ mở ra khám phá kèm xem nha. Như thường lệ chúng ta sẽ phải cắt cái này ra để mà làm cái dĩa, cái mâm đúng không? Trong lúc chị Vani đang thực hiện á thì các em hãy kéo xuống dưới tặng cho chị Vani một like, nhấn subscribe cho chị và đừng quên bấm vào biểu tượng cái chuông như thế này nè để có thể nhận được thông báo mỗi khi có video clip mới. Chị Vani có cắt thêm cái này nữa nè, để làm gì mấy em có biết không? Để chúng ta làm nên nhãn hiệu của cái ly này. Đó. Hay chưa? Nhưng mà bây giờ hả, chúng ta sẽ dọn dẹp gọn lại để chúng ta khám phá những cái bịch ở trong đây. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt đôi cái hộp này ra theo một cái đường rọc mà người ta có để sẵn nè. Bước thứ hai, chúng ta sẽ sử dụng cái bịch đỏ này để chúng ta pha thành cái này gọi là trái dâu á. Chúng ta sẽ làm trái dâu với một muỗng nước. Chúng ta sẽ pha ở trong cái phần tròn tròn ở đây nè. Thật ra là các em chỉ cần mua cái này về và các em để đó, xong rồi mở YouTube lên, mở cái clip này lên, nghe chị Vani nói là các em đã có thể làm được rồi. Tại vì ở trên đây thì nó màu trắng lắm, các em sẽ không nhìn thấy rõ đâu. Chị Vani bỏ một lần nước vào nha. Với cái bịch này á thì mình sử dụng cái tâm mà người ta cho nè, mình trộn đều lên. Thơm lắm em ơi. Chắc đây là cái lý do vì sao mà chị Vani thấy nhiều bạn thích chơi Barbie cooking á. Bởi vì nó vừa đơn giản nè, vừa thơm, chơi xong lại còn ăn được nữa chứ. Sau khi mà quậy xong như thế này thì các em sẽ để cho nó khô và đông cứng lại. Tiếp tục nữa là chúng ta sẽ lấy cây gói màu trắng này. Đây, thật ra đây là cái gói màu hồng nhạt. Và cái gói hồng nhạt này thì chúng ta có thể làm cái bánh,
Nó giống như là những cái phần cơm ở trong cái món sushi mà chúng ta ăn á. Ở đây á thì thật ra là chị Vani làm theo kinh nghiệm nha. Mình sẽ đổ nước vừa đúng với một cái mức ở phía dưới. Ở đây nó có để sẵn một cái mực nước rồi. Mình chỉ cần đổ nước đúng như vậy thôi. Yeah, chính xác là 4 muỗng nha mấy em. 4 muỗng đầy. Và chúng ta sẽ cắt cái bịch này ra. Thật ra cái bịch này chính là bịch mochi nè. Nãy giờ chị Vani nói quá trời luôn. Thì ra nó chính là mochi. Đổ vô và trộn đều. Xong rồi. Khi mà chúng ta đổ mochi vào nước thì các em sẽ trộn cho nó như thế này nè. Rồi xong sau đó chúng ta sẽ dùng tay để chúng ta có thể nhào nặng cái mochi này. Chị Vani khuyến khích là các em nên sử dụng bao tay. Còn không thì phải rửa tay thật là kỹ. Chị Vani lấy bao tay nha. Vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Vani sẽ sử dụng tay của mình để mà nhào nặng cái này nha. Cái mùi bánh gạo á. Xong rồi chúng ta sẽ tách làm đôi. Một cái thì chúng ta vo tròn lại. Và các em sẽ để nó dài ra như thế này nè. Ở đây nè. Nó có vẻ cái số 1 màu hồng á. Thì mấy em cho cái viên mochi này nè dài ra theo đúng kích thước đó luôn. Viên còn lại á thì chúng ta sẽ tách ra làm 3 để làm 3 cái hình tròn ở đây nè. Rồi, xong. Tháo bao tay ra để tiếp tục làm những cái món khác. Bây giờ thì chị Vani sẽ làm bánh cá nha. Khi mà làm bánh cá thì mình sẽ sử dụng cái này. Cái bịch này cắt ra và chúng ta sẽ chọn chị. Chúng ta sẽ chọn cho chị Vani cái bịch màu vàng. Sau khi mà các em trộn đều xong á, là có nghĩa là cái bột và nước phải hòa tan với nhau á, thì các em sẽ chia làm đôi và bỏ vào hai con cá như thế này nè. Đó, chị Vani sẽ chia làm đôi nha. Sau khi chia đều là mỗi bên 3 muỗng thì chị Vani sẽ đem nướng cái này trong vòng 30 giây. Nhưng mà trước khi nướng á, thì chị Vani được hướng dẫn là chúng ta sẽ phải đặt xuống bàn tầm khoảng từ 8 tới 10 lần để cho không khí á, nó thoát ra khỏi cái bánh con cá này thì mới được. Nãy giờ là 4 cái rồi đó. 5, 6, 7, 8. Bây giờ thì chị Vani đi nướng đây. Bây giờ thì chị Vani sẽ làm tiếp sô-cô-la. Sô-cô-la là cái này nè. Một cái gói màu nâu ha. Gói màu nâu này thì mình chỉ cần bỏ 2 lần nước thôi. Xong rồi các em cũng cứ trộn đều là được. Xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện cái món đầu tiên của mình. Mình sẽ sử dụng một muỗng thôi nha. Mình để vào chính giữa nè mấy em. Rồi mình dùng cái tâm này nè. Mình lấy cái trái dâu ra. Phải lấy khéo thì khéo nha. Để lên. Đó. Rồi sao sắp cuộn lại. Ủa sao kỳ vậy ta? Chết mất thôi. Sao người ta cuộn lại được còn chị Vani không cuộn?
một món hơi sai sai trong số 3 món mà chị sắp làm thôi. Tiếp theo là chị sẽ làm bánh cá. Đây nè, bây chị Vani lấy cá ra. Từ từ. Đó. Nước xong là đẹp hơn hẳn liền luôn. Chào nha. Bánh cá chất lượng nhất Việt Nam vì quá nhiều sô cô la. Đó. Món cuối cùng. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm nước sốt. Nước sốt thì mình sẽ sử dụng một phần con cá mà hồi nãy chúng ta vừa mới nướng xong á để chúng ta làm nước sốt nha. Mình còn lại một gói màu tím. Rồi, gói màu tím sẽ là gói nước sốt. Các em bỏ cho chị Vani 2 lần nước nữa là được. Chúng tôi đã làm xong hết đồ ăn rồi, nhưng mà còn một gói nữa, đó là gói nước ngọt. Chị Vani không biết là nước là nước ngọt gì, nhưng mà chắc có thể nó là soda. Nói chung là nước có ga. Nếu như mà các em uống nhiều á thì các em sẽ bỏ nước nhiều, còn không á thì các em bỏ vừa phải thôi. Chị Vani sẽ bỏ vừa với lại cái sức uống của Susu. Đây là xong bữa ăn mochi và bánh cá chị Vani làm để hỗ trợ cho Susu tặng mẹ. Bây giờ chị Vani sẽ dọn dẹp và xong gọi Susu ra nha. Susu ơi. Dạ. Wow, chị Vani làm xong cái bữa ăn rồi hả? Đúng rồi, chị Vani hướng dẫn xong rồi đó. Thì giống như hồi nãy giờ em với lại các bạn thấy á, thật ra là những cái liên quan tới bubbling cooking thì nó rất là dễ. Chỉ cần nước nè, nước sạch ra, nước lọc và kéo là chúng ta đã có thể làm ra được rồi. Nhưng mà quan trọng á là tấm lòng của mình, đúng không? Susu ngày hôm nay là nhớ ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, cho nên là Susu quyết định là nhờ chị Vani làm cái này tặng mẹ. Susu thiệt là ngoan quá đi. Có gì đâu chị. Nhưng mà thật ra em cũng dở, tại vì em không biết làm món gì để tặng mẹ hết. Cảm ơn chị Vani đã gợi ý nha. Bây giờ không biết là em có thể xin cái này về tặng mẹ luôn được không chị? Thôi, chị Vani nghĩ là một cái món quà dành tặng cho mẹ của mình đó, thì tự tay em làm nó sẽ ý nghĩa hơn là chị Vani làm cho, đúng không? Em quên mất tiêu. Mà chị ơi, hấp dẫn quá à, em ăn thử được không? Đương nhiên là được rồi. Chị Vani làm để chị Vani với em cùng ăn với nhau mà. Mình sẽ ăn trước cái này đi nha. Yeah, cảm ơn chị Vani. Rồi, cháu Susu ăn một miếng. Wow. Chị Vani ăn một miếng. Chị Vani tưởng cái này là giống như là nước sốt me, nhưng mà không phải. Nó giống như là tương vậy đó. Món này cũng ngon. Uống miếng nước này Susu ơi. Dạ. Thế chị Vani. Đúng là nước có ga. Chị Vani nói y chang mà, soda đó. Chị Vani ngon quá. Bây giờ chị Vani dẫn em đi siêu thị để mua cái món này cho mẹ được không? Đương nhiên là được rồi. Nhưng mà hả? Bye bye mấy bạn, đi rồi đi. Bye bye mấy bạn nha. Mấy bạn nhớ like với lại đăng ký cho chị Vani nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye. Bye bye mấy bạn.